Để mà lựa chọn một cái quỹ đầu tư thì chúng ta sẽ cần có những cái cách thức để lựa chọn. Vì ở thị trường Việt Nam thì quá nhiều các quỹ đầu tư, nó có khoảng trên 40 quỹ đầu tư cơ. Vậy thì lựa chọn quỹ đầu tư nào đây? Chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn về cách lựa chọn các cái quỹ đầu tư. Trước hết thì tôi sẽ có một cái tình huống rất là căn bản trong cuộc sống như thế này để các anh chị dễ hình dung. Anh Tèo, anh đi đến một cái quán ABC, tôi lấy ví dụ như thế, và anh ấy đang phân vân lựa chọn là ăn bún hay ăn phở hay là ăn cơm đây. Thế thì không biết là cái món gì nó phù hợp với khẩu vị của anh ấy bây giờ. Giờ thì cũng khá là đói rồi mà chưa biết ăn cái món gì bây giờ, quá là nhiều món các anh chị ạ. Thế thì anh ấy suy nghĩ một lúc, anh ấy sẽ chọn cái món mình thích nhất. Anh ấy chọn món phở vì là lâu rồi anh ấy không được ăn, anh ấy đang nghĩ đến và anh ấy thèm để ăn phở. Thế thì cái câu chuyện về ăn phở này nó cũng giống như là một cái câu chuyện về đầu tư quỹ các bạn ạ. Thì cũng cùng một cái tình huống như vậy, anh Tèo anh ấy đi đến một cái thị trường đầu tư, tôi gọi là cái quỹ đầu tư ABC ở đấy. Thì trong cái quỹ đầu tư đó thì nó có rất nhiều các cái gói đầu tư, ví dụ như là gói 8% trên năm ổn định rủi ro thấp, hoặc là 6% trên năm nhưng chắc chắn rút ra khi nào cũng được, hoặc là 15% trên năm nhưng mà rủi ro rất là cao, hoặc là 12% trên năm nhưng mà rủi ro ở mức trung bình thôi. Lúc này anh Tèo anh ấy phân vân mà không biết chọn quỹ nào anh chị và các bạn ạ. Nhiều quá, nhiều các cái khẩu vị rủi ro, nhiều các cái mức lợi nhuận như này thì anh ấy chọn cái gì bây giờ, đúng không ạ? Và anh ấy không biết là mình sẽ chấp nhận mức rủi ro nào. Cái rủi ro ở đây thì được hiểu là cái xác suất mất vốn, rồi cái khả năng đạt được cái hiệu quả này bao nhiêu phần trăm. Thế thì lãi suất lợi nhuận mà càng thấp thì rủi ro sẽ càng thấp, và lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao anh chị và các bạn ạ. Đó. Và cuối cùng thì anh Tèo anh chọn cái gói là 12% trên năm. Vì sao anh ấy chọn như thế thì nghĩ một cách đơn giản là mình còn trẻ, mình chấp nhận rủi ro được, mình chọn được cái mức rủi ro trung bình. Tuy nhiên thì đây là một cái câu chuyện vui thôi, mà nó đời thực trong thực tế. Nhưng để có một cái cách chọn quỹ đầu tư nó chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần thứ ba, và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn nó cụ thể hơn, và những cái lý do mà mình lựa chọn quỹ nên tập trung vào những cái gì. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền Của Tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Để mà lựa chọn một cái quỹ đầu tư thì chúng ta sẽ cần có những cái cách thức để lựa chọn. Vì ở thị trường Việt Nam thì quá nhiều các quỹ đầu tư, nó có khoảng trên 40 quỹ đầu tư cơ. Vậy thì lựa chọn quỹ đầu tư nào đây, đúng không ạ? Hiệu quả. Thế thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái nội dung đó, hay có thể coi là ba cái tiêu chí, hay coi là ba cái mục tiêu để các bạn anh chị xem xét để thực hiện lựa chọn quỹ đầu tư. Thứ nhất là anh chị và các bạn sẽ phải xem cái chiến lược đầu tư quỹ đó. Thứ hai là anh chị và các bạn sẽ phải xem cái hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư đó trong quá khứ. Thứ ba là anh chị phải xem cái danh mục tài sản quỹ có an toàn hay không. Đó là ba các nội dung quan trọng nhất để mà thực hiện đầu tư. Đối với chiến lược đầu tư quỹ thì quỹ dựa trên một cái phương pháp đầu tư là gì? Chiến lược đầu tư của quỹ là gì? Và quỹ dựa trên cơ sở gì để đầu tư? Đúng ạ. Đó, ví dụ như quỹ TCEF của Techcom Security thì họ tập trung vào rổ VN30, họ đầu tư. Đó, họ đánh giá tiềm năng của cái rổ đấy rất là cao và họ chọn lọc những cái cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng nhất để họ đầu tư. Về hiệu quả hoạt động thì quỹ họ sẽ public cái hiệu quả hoạt động công khai cho các anh chị và các bạn xem. Thì cái đấy là cơ sở để chúng ta thực hiện đầu tư. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải xem các cái chuyên gia quản lý quỹ có năng lực, có tốt không, bao nhiêu năm kinh nghiệm, là gì, đúng không ạ, ở thị trường nào, rồi danh mục tài sản quỹ có an toàn không, rồi các cái chi phí giao dịch quỹ có cạnh tranh không, đúng không ạ. Anh chị để ý, ví dụ như là danh mục tài sản quỹ là các cổ phiếu để an toàn hơn, còn danh mục mà của quỹ là các cái tài sản ví dụ như là vàng hay là Bitcoin thì nó rủi ro cao hơn, hoặc là gì danh mục quỹ mà lại các cái công ty mà lại vốn hóa nhỏ rồi mức độ cạnh tranh thị trường thấp. Đó, giả dụ như các penny hay các midcap nó sẽ không an toàn bằng các cái công ty blue chip. Đó, đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị cái cách lựa chọn các quỹ đầu tư để mà thực hiện đầu tư. Ở đây là những cái lý thuyết cơ bản để các anh chị chọn. Còn khi đi vào chi tiết thì anh chị phải xác định được cái khẩu vị đầu tư cho mình. Và tôi sẽ chia sẻ ở cái video tiếp theo cho các anh chị theo dõi.